Sáng 31 tháng 12, tại nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa và Thể thao thị xã, Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng thị xã Đông Triều lần thứ 10 năm 2019 đã tổ chức tổng duyệt chương trình khai mạc. Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng thị xã Đông Triều lần thứ 10 năm 2019 sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 4 tháng 1 năm 2020 tại Trung tâm Văn hóa và Thể thao thị xã. Hội khỏe Phù Đổng thị xã Đông Triều lần thứ 10 năm 2019 có sự tham gia của gần 3.000 vận động viên đến từ 58 trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn thị xã. Theo kịch bản, chương trình lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng thị xã được mở đầu bằng màn diễu hành của các đoàn vận động viên trọng tài. Sau nghi thức đốt đuốc truyền thống chào cờ, diễn văn khai mạc là phần tuyên thệ của vận động viên trọng tài, tiếp đó là phần trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự. Điểm nhấn của lễ khai mạc chính là chương trình đồng diễn với chủ đề Tuổi trẻ Đông Triều tiếp bước truyền thống sáng tạo năng động hội nhập, gồm 5 chiêng do sự tham gia của hơn 500 em học sinh đến từ trường Trung học cơ sở Hưng Đạo, trường Trung học phổ thông Đông Triều, trường Trung học phổ thông Nguyễn Bình, câu lạc bộ khiêu vũ Cẩm Anh. Đến thời điểm này, mọi công đoạn chuẩn bị cho lễ khai mạc đã hoàn tất chu đáo sẵn sàng. Tại buổi tổng duyệt, toàn bộ nội dung chương trình khai mạc được tiến hành theo đúng kịch bản của ban tổ chức. Sau khi tiến hành tổng duyệt, ban tổ chức đã họp rút kinh nghiệm, rà soát lại các nội dung công việc còn thiếu sót, hướng khắc phục giải quyết để Hội khỏe Phù Đổng thị xã Đông Triều lần thứ 10 năm 2019 diễn ra thành công. Hội khỏe Phù Đổng là đại hội thể dục thể thao học sinh phổ thông nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong học sinh phổ thông để nâng cao sức khỏe, tầm vóc, phát triển thể chất, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh.